Thưa quý vị, đây là Nguyễn Minh Phúc, người được mạng xã hội biết đến với hình ảnh tu sĩ và tự xưng là Đại Đức Thích Tâm Phúc. Tuy nhiên, các cơ quan chức năng khẳng định ông Phúc giả danh tu sĩ Phật giáo. Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh vừa hoàn tất cáo trạng truy tố ông Nguyễn Minh Phúc về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức. Theo cơ quan điều tra, Nguyễn Minh Phúc tự xưng Đại Đức Thích Tâm Phúc thường xuyên thuê những người làm giấy tờ bằng cấp giả liên quan đến tôn giáo để sử dụng nhằm tạo lòng tin lừa đảo người khác, dù không có chức năng để làm thủ tục tách thửa đất và cũng không có mối quan hệ nào. Song, nhà sư giả này vẫn nhận làm dịch vụ để thu phí. Trước đó, Nguyễn Minh Phúc có thời gian tự xưng là Đại Đức Thích Tâm Phúc, trụ trì chùa Hoằng Pháp Trung ương ở huyện Củ Chi. Từ năm 2021, ông ta được nhiều YouTuber quay video với nội dung ăn thịt chó, bún đậu, vịt quay, trứng vịt lộn và có những phát ngôn gây sốc, phản cảm. Theo xác minh của Công an thành phố Hồ Chí Minh, từ năm 2000 đến năm 2010, ông này tu học tại chùa Hoằng Pháp, huyện Hóc Môn và chỉ mới làm lễ quy y, chưa xuất gia. Ngoài ra, ông này còn thành lập 6 công ty để ngụy trang, lợi dụng danh nghĩa chùa để vận động, quyên góp, gây quỹ không đúng mục đích. Năm 2019, Công an huyện Củ Chi phát hiện tại nhà Phúc có treo huân chương lao động và các bằng khen, 3 con dấu có hình chùa cổ và tiếng nước ngoài. Qua giám định, tất cả là giả.